Chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Các bạn thân mến, giống như nội dung chị đã đề cập ở trong phần phát trực tiếp này. Đó là ở thời điểm hiện tại thì các bạn 2K7 cũng đã bắt đầu với tiến trình để chúng ta tiếp cận với lượng thông tin cũng như là kiến thức đối với các bạn học sinh lớp 12 rồi đúng không ạ? Và có lẽ ở trong giai đoạn này thì một trong những điều khiến cho các bạn băn khoăn nhất đó là chúng ta có thể tham khảo một cái lộ trình học nào đó không? Và ngày hôm nay với một cái sự định hướng từ chị Hiên thì chị rất mong rằng là các bạn sẽ có thể có được cho mình uh, những cái cách đó các bạn sẽ có được cho mình những cái cách để các bạn sẽ à, có thể đưa ra được một cái lộ trình học thật là hợp lý cho bản thân ở trong năm học này nhá. Ok không ạ? Có thể thấy là đối với bất cứ một bạn học sinh lớp 12 nào thì ở thời điểm hiện tại, nếu như nói về môn Văn, có lẽ là mục tiêu của các bạn đó, có lẽ là mục tiêu của các bạn đặt ra À, cho bản thân mình sẽ là chúng ta sẽ cố gắng để có được một cái số điểm tức là đối với những cái bài kiểm tra ở trên lớp đúng không ạ à, đây là gọi là chúng ta đang nói về một cái mục tiêu rất là cụ thể nhá còn đương nhiên chị hiểu rằng là trên tiến trình để đạt được những cái mục tiêu cụ thể đó thì chúng ta sẽ cần phải có tình yêu dành cho môn học này chúng ta phải có được cái sự chăm chỉ để tiếp nhận kiến thức này Chúng ta phải có được một cái sự nỗ lực để rèn luyện mỗi ngày này Đương nhiên đó là cả một cái quá trình dài Nhưng mà nếu như để nói về một cái mục tiêu thực tế nhất Của các bạn học sinh lớp 12 Thì có lẽ các em đang hướng tới hai điều Đúng không ạ? Đầu tiên đó là các bạn mong muốn có thể cải thiện cái số điểm Cái số điểm ở trên lớp của mình và chúng ta đều biết được rằng là số điểm trên lớp ở thời điểm hiện tại thì chủ yếu vẫn sẽ thông qua à, những cái bài kiểm tra của các bạn đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể thấy được rằng là một trong những cái mục tiêu lớn nhất mà có lẽ là các bạn cũng sẽ hướng tới một cách trọng tâm hơn. Đó chính là chúng ta sẽ hướng tới cái kỳ thi tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 2025 đúng không ạ? Về cơ bản thì đương nhiên là uh, chúng ta có thể thấy được một điều là đây là một trong những cái nội dung vô cùng trọng tâm. chiến ơi hiện tại chị có em ạ, à. em có thể nhắn tin về để nhận thông tin về sách em nhé. Có lẽ đây chính là cái mục tiêu, sự kỳ vọng đặt đề của các bạn, đúng không ạ? Thế thì không biết là ở đây có những bạn nào là 2K7. Năm nay sẽ là học sinh lớp 12 nếu như mà để hỏi về một cái mục tiêu cụ thể và rõ ràng hơn uh, cho cái số điểm trên lớp trong năm nay mình mong muốn là bằng cái tình yêu, bằng cái sự kỳ vọng, bằng cái sự nỗ lực của chính bản thân thì mình sẽ đạt được. Và bên cạnh đấy cũng là một cái mục tiêu cụ thể hơn cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 sắp tới. Thì không biết rằng là uh, các bạn ơi, không biết rằng là các bạn đã đặt mục tiêu cho mình như thế nào ở trong năm nay chị nghĩ rằng là đại đa thì những cái mục tiêu mà các bạn đặt ra chủ yếu sẽ tập trung đó là chúng ta sẽ mong muốn là đạt được trên 8 cộng đúng không ạ? Đó có thể chị cho rằng là đó là một cái điều mà hoàn toàn là hợp lý thôi. Đúng không? Đó là một cái điều hoàn toàn hợp lý thôi. Ai thì cũng mong muốn là một cái số điểm tốt mà. Thế nhưng mà đương nhiên là chúng ta phải hiện thực cái mục tiêu này. Để có thể hiện thực hóa được mục tiêu thì chúng ta sẽ thực hiện nó bằng một cái quá trình đúng không ạ bằng một cái quá trình ở thời điểm hiện tại chưa biết là các bạn đang học như thế nào nhưng mà chị cho rằng là một trong những điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là các bạn cần phải xác định được đó là cái bộ sách năm nay các em sẽ học là bộ sách nào là bộ sách cánh diều hay là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống hay là bộ sách chân trời sáng tạo và ngay lập tức là chúng ta phải mua sách giáo khoa về ngay và luôn giúp chị ạ được không ạ à, và cũng không biết là thói quen của các bạn như thế nào nhưng mà đối với chị Hiên thì cứ mỗi khi được cầm trên tay một cái cuốn sách giáo khoa đặc biệt đây còn là một cái cuốn sách giáo khoa mới nữa. Đó, thế nên là chúng ta thấy được rằng là nó sẽ có rất là nhiều những cái kiến thức thú vị và hay nằm ở trong cái cuốn sách này. Vậy nên khi mà tiếp cận với bất cứ một cái cuốn sách giáo khoa ngữ văn nào thì điều đầu tiên mà chị vẫn thường làm đó là chị rất hay mở mục lục. Bởi vì bản chất thì các bạn biết được rằng là về cơ bản ấy thì chúng ta đã được tiếp cận với sách mới ở từ lớp 10 và lớp 11 rồi. Thường thì các bạn lớp 10 và lớp 11 học cánh diều thì lên lớp 12 các bạn vẫn sẽ học cánh diều. Và các bạn cũng biết được rằng là về cơ bản thì người ta vẫn chia một cái bài học lớn. Ở trong bài học lớn này thì sẽ đi sâu vào từng phần, bao gồm có đọc này, có thực hành tiếng Việt này, có viết này và có nói và nghe. Thế thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ xem ở trong cái phần mục lục này trước. Thì ở đây nếu như nói về cái lộ trình học nha. Để xác định một cái lộ trình học thích hợp nhất đối với môn Ngữ văn dành cho các bạn học sinh lớp 12 năm nay thì chị nghĩ rằng là ở trong giai đoạn này, tức là từ tháng 8 cho đến tháng 12. Các bạn nên tập trung vào việc đó là chuẩn bị cho mình những cái kiến thức căn bản nhất được không ạ hay còn gọi là những cái kiến thức nền tảng nhất nhớ chưa nào sẽ là chúng ta sẽ cùng với nhau đó là gì ạ à, chuẩn bị tức là gì ạ à, những cái phần kiến thức căn bản nhất những cái kiến thức nền tảng nhất và đương nhiên rồi những cái phần kiến thức này thì chúng mình sẽ tiếp nhận thông qua một trong những cái đầu sách mà bất cứ bạn nào cũng sẽ cần phải có đó là sách giáo khoa các em ơi các em hoàn toàn có thể hệ thống được đấy ạ các bạn hoàn toàn có thể chủ động hệ thống được và cái sự hệ thống kiến thức căn bản này chúng ta sẽ dựa vào cái sự định hướng về cấu trúc đề kiểm tra đặc biệt là cấu trúc đề thi tốt nghiệp theo cái định hướng mới mà chị đã chia sẻ cùng với các bạn các em có nhớ cái định hướng đó không ạ? Chúng ta sẽ vẫn sẽ có hai phần, phần 1 đó là phần đọc. Đúng không ạ? Vẫn là phần đọc hiểu. Và phần 2 của chúng ta thì vẫn sẽ là phần viết, đúng chưa? Thì bây giờ là ở trong cái phần đọc hiểu này, bởi vì khi mà chúng mình học theo chương trình mới thì các bạn cũng sẽ thấy là khá là khác. Đó là chúng ta sẽ học theo thể loại. Đó, chúng ta sẽ học theo thể loại chẳng hạn ví dụ như ở trong bộ sách cánh diều này thì các bạn sẽ thấy này. Chúng ta sẽ có đây là sách kỳ 2. Đây ví dụ như sách tập 1. Các em tự xác định được luôn đấy tự xác lập được luôn ấy thì đây ở nhá. Ở đây chúng ta sẽ có này. Đầu tiên là truyện truyền kỳ và truyện ngắn hiện đại này. Sau đó là đến hài kịch này. Sau đó là đến nhật ký phóng sự hồi ký này. Sau đó là đến văn tế thơ này. Sau đó là văn nghị luận này thì như các bạn cũng đã tham gia cùng với chị Hiên trong một cái workshop đầu tiên thì ở trong cái workshop đầu tiên chị cũng đã định hướng cho các bạn về cái cấu trúc đề thi mới rồi và chúng ta cũng biết được rằng là ở trong cái phần đọc hiểu thì chúng ta có thể vào cái dạng văn bản nào rồi, vào thể loại nào rồi đúng không ạ? Hay đây là thơ văn nguyện ái quốc Hồ Chí Minh này, tiểu thuyết hiện đại này đó tiểu thuyết hiện đại này à, rồi thì thơ hiện đại này văn bản thông tin tổng hợp này thì sẽ có những cái thể loại và sẽ có những kiểu văn bản mà chúng ta sẽ cần phải ôn tập trọng tâm nếu muốn xử lý được phần đọc hiểu đúng không ạ thì chúng ta phải thiết lập kiến thức căn bản trước cái này vô cùng quan trọng và cái kiến thức căn bản này thì sẽ được thiết lập dựa trên à đúng rồi ạ dựa trên hai cái phần nội dung mà sẽ xuất hiện ở trong đề thi đó là phần đọc hiểu và đó là phần viết ở trong phần viết này thì các bạn cũng sẽ ngay lập tức dựa vào sách giáo khoa để làm gì ạ các em có thể thấy là ở trong sách giáo khoa của chúng ta cũng đưa ra những cái định hướng về phần viết tức là những cái kiến thức về phần viết này chẳng hạn ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy đó là gì đây? Viết bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện này. Đó, viết báo cáo kết quả của bài tập dự án này. Đương nhiên nhá, là sẽ có một số những cái kiểu văn bản mà chúng ta cũng sẽ không có thi vào. Được không ạ? À? Cái đấy chị đã định hướng cho các bạn từ cái hôm xác lập về cái đề thi rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ví dụ như là à viết bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm ký hay là chúng ta sẽ có viết bài nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ thì các bạn thấy là cái cái dạng mà viết bài nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ là một trong những dạng rất trọng tâm hay là à, chúng ta sẽ có dạng viết bài nghị luận về vai trò của văn học đối với tuổi trẻ đấy được không ạ rồi những cái kiểu những cái kiểu văn bản mà chúng ta cần phải thiết lập khác nữa thế thì ở đây các bạn có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta tiến hành làm phần đọc hiểu này về cơ bản là chúng ta sẽ cần phải nắm bắt được thứ nhất là những cái đặc trưng thể loại đúng không ạ và bên cạnh đó chúng ta còn phải có kiến thức tiếng việt nữa kiến thức tiếng việt này thì các bạn sẽ thấy rất rõ ở trong phần thực hành tiếng việt đúng chưa còn về phần viết này thì các em sẽ cần phải có thứ nhất đó là xác lập được các cái kiểu văn bản chúng ta cần phải thiết lập có thể là sẽ viết đoạn văn hay là viết bài văn vậy thì nếu như viết đoạn văn tôi sẽ có cái cấu trúc bài như thế nào hay nói cách khác là phương pháp viết ở đây tức là xác lập về gì xác lập về cái cấu trúc bài viết dựa trên yêu cầu của đề bài đúng không ạ và các bạn ơi bên cạnh cái phương pháp viết chỉ là một phần thôi chị cho rằng là cái phương pháp viết này thì đương nhiên đối với nghị luận xã hội các em có thể áp dụng rất là nhanh nhưng nếu như đối với nghị luận văn học thì sao chỉ có phương pháp viết thôi là chưa đủ các bạn ạ mà chúng ta còn cần phải có gì nữa các bạn sẽ còn cần phải có kiến thức về đặc trưng thể loại nữa được không ạ đặc trưng thể loại đối với gì ạ đối với nghị luận văn học bởi vì các em phải hiểu rằng là bây giờ ấy, ở trong cái dạng viết này thì người ta sẽ có đưa ra một cái văn bản trong sách giáo khoa nữa không chắc chắn là không rồi chắc chắn là không ạ sẽ là một cái văn bản ngoài sách giáo khoa nhưng mà không phải vì thế mà các bạn cho rằng là những cái văn bản trong sách giáo khoa chúng ta không cần phải học bởi vì như chị đã nói đấy những cái văn bản trong sách giáo khoa nó sẽ là một cái căn cứ để các bạn có thể đọc mở rộng để các bạn có thể chuẩn bị thêm những cái ngữ liệu mở rộng để các bạn tìm hiểu bởi vì về cơ bản thì những cái văn bản mà được đưa vào mặc dù không nằm trong sách giáo khoa nhưng có thể là nó sẽ có một cái yếu tố chung ví dụ như giống những cái thể loại mà chúng ta đã học hay là của cùng một tác giả nào đó chúng ta đã được tìm hiểu đúng không ạ Nói chung là sẽ có những cái điểm tương đồng. Chính bởi vậy mà cái việc chúng ta học những cái tác phẩm trong sách giáo khoa chị cho rằng đó là nền tảng kiến thức rất là quan trọng ạ. Nên là các bạn đừng bỏ qua việc học kiến thức căn bản này. Không biết là ở đây thì đã có bạn nào bắt đầu cái cuộc hành trình để chinh phục chương trình ngữ văn mới chưa? À không biết là ở đây đã có bạn nào bắt đầu cuộc hành trình để chinh phục chương trình ngữ văn mới chưa ạ? Bởi vì như chúng ta thấy là bây giờ cũng đã là tháng 8 rồi. Đương nhiên là có nhiều bạn thì nói sẽ nói rằng là ui chị ơi, em thấy là còn quá sớm để bắt đầu. Thế nhưng mà như chúng ta cũng đã biết đấy, đó là năm nay thì kiến thức rất là mới, rất là khó và phải nói thật là cũng khá là nặng. Nên nếu như mà bây giờ mà các bạn không sẵn sàng để các bạn bắt đầu sớm Thì sẽ không phải là giống như những năm trước Các em cho rằng là theo chương trình cũ thì mình có thể học trong một tháng Hay là mình học trong 10 ngày hay mình học trong một tuần đâu Lần này các bạn thi văn mà các bạn không biết cách làm là các bạn fail luôn đấy ạ à. Chắc chắn là như thế đấy ạ à, Bởi vì không phải là một cái tác phẩm mà các em có thể ôn theo kiểu là chỉ vào những tác phẩm đó đâu mà có thể vào bất cứ một tác phẩm nào mà bây giờ như các bạn thấy là nếu như mà chúng ta không biết cách làm chúng ta không biết cách làm thì chúng ta chỉ có ngồi im thôi gặp một cái tác phẩm mới ngoài chương trình sách giáo khoa mà các bạn không có phương pháp làm các bạn không có những cái ví dụ mà từng đã làm trước đấy để mình sẵn sàng cho việc tư duy thì chị cũng nói luôn là các bạn chỉ có ngồi im thôi đấy là điều chắc chắn ạ đó đấy là điều chắc chắn ạ à. vậy nên là rất là hy vọng là các bạn 2 k 7 sau cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì các em sẽ cần phải sốc lại tinh thần ngay đi chị cho rằng là điều đấy rất là quan trọng ạ à. chúng ta không chúng ta không có còn nhiều thời gian nữa đâu các bạn không còn quá nhiều thời gian để mà gì để mà nghĩ rằng là thôi chỉ còn uh, tôi sẽ học trong khoảng độ một tháng cuối là ok không ạ à, bây giờ chúng ta không thể học theo kiểu đó được đâu nhá. Được chưa nào? Đồng ý không ạ? À? Thế thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên. Như chị có nói cùng với các bạn thì đó sẽ là cái giai đoạn đầu tiên. Tức là chúng mình sẽ học kiến thức căn bản. Chúng ta sẽ học kiến thức nền tảng trước. Ok chưa? Thế thì sau khi mà học kiến thức căn bản và kiến thức nền tảng xong thì chúng mình sẽ tiến hành làm cái gì? Học cái gì? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị ạ. Sau khi chúng ta đã học xong kiến thức căn bản được không ạ? Thì các bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Đây là giai đoạn đầu tiên nha. Đó, tiếp theo là từ tháng 1 được không ạ? Cho đến khoảng tháng 3 hoặc là tháng 4 của năm 2025 thì các bạn có thể tập trung vào việc bởi vì bây giờ các bạn cũng biết được rằng là như chị có nói với các em là chúng ta sẽ cần phải có gì nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải có cả phương pháp làm bài nữa, đúng không? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý là chúng ta sẽ có nhá. giai đoạn này các bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị về phương pháp được không ạ? và rèn luyện về kỹ năng được không nào thì như chúng ta cũng thấy là nếu như mà chúng ta học theo phương pháp thì chúng ta sẽ học theo kiểu gì chị nghĩ là suy cho cùng thì tôi vẫn cần phải trọng tâm vào gì ạ à? tôi vẫn sẽ cần phải trọng tâm vào cấu trúc đề thi thôi có nghĩa là ở trong cái quá trình học phương pháp này thì các em sẽ tập trung vào thứ nhất đó là phương pháp làm đọc hiểu phương pháp làm đọc hiểu được không ạ à? ở trong phương pháp làm đọc hiểu này thì à, chúng ta có thể gạch ra những dạng chính ví dụ như nếu như đề bài cho vào một cái văn bản nghị luận hay là một cái văn bản thông tin thì những cái dạng câu hỏi thuộc các cấp độ đó là nhận biết, thông hiểu và vận dụng thì sẽ là như thế nào. Còn nếu như mà đề bài đưa ra một cái dạng câu hỏi một cái dạng kiểu văn bản khác, có thể là văn bản văn học, đúng không ạ? À, ví dụ như thuộc các cái thể loại khác nhau như truyện, như thơ, như ký thì cũng sẽ có những cái dạng câu hỏi nào là thuộc các cái cấp độ nhận thuộc các cái cấp độ mà như chúng ta vừa đề cập ở phía trên và đương nhiên rồi. Cái câu chuyện, cái vấn đề được đặt ra ở đây Đó là khi mà chúng ta làm cái phương pháp đọc hiểu này Thì kiến thức càng khoa học càng tốt Kiểu đề càng khoa học càng tốt Bởi vì các bạn đều thấy là ở trong câu đọc hiểu Thì một trong những cái yêu cầu Được đặt ra bao giờ cũng sẽ là Cần ở đây là cần những cái câu trả lời rất là ngắn gọn Nhá cái cần ở đây là cần những câu trả lời rất là ngắn gọn. Và chúng ta sẽ tập trung vào việc trả lời đúng trúng chứ không phải là dài dòng. Nên là phương pháp về đọc hiểu này cũng khá là quan trọng. Vì các bạn cũng thấy là cái phần đọc hiểu này thì chiếm tới bao nhiêu? Đúng rồi ạ, chiếm tới 4 điểm cơ. Nhá. Phần đọc hiểu này là chiếm tới 4 điểm cơ hiện tại bây giờ quỹ điểm đang chia là như vậy các bạn nha thế thì sau khi mà học phương pháp đọc hiểu xong thì chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu về phương pháp làm phương pháp viết ạ à. và phương, trong phương pháp viết này thì mình sẽ đi sâu vào thứ nhất đó chính là viết nghị luận xã hội kể cả là dạng đoạn văn mình cũng phải làm được mà kể cả là dạng bài văn mình cũng phải làm được và mình sẽ xác định những cái kiểu đề thường gặp bản chất là chưa bao giờ chúng ta thừa nhận gì ạ chưa bao giờ chúng ta thấy rằng là nghị luận xã hội mà lại làm tủ được chưa bao giờ đúng không bởi vì là nghị luận xã hội là chúng ta đi bàn luận về những cái vấn đề liên quan tới con người và xã hội nó quá là rộng mở đi nên thành ra là chỉ có một cách là tôi phải có phương pháp làm tôi phải biết phương pháp viết đúng và đương nhiên là trong quá trình viết thì tôi sẽ cần phải nỗ lực để xác lập những hình thành thêm những cái ý tưởng cho phần bài viết của mình đúng không ạ ví dụ viết đoạn thì mở đoạn viết thế nào thân đoạn viết ra sao và kết đoạn viết như thế nào tương tự như vậy thì bài văn mở bài viết thế nào thân bài viết thế nào và kết bài viết thế nào đúng không ạ thì mình cũng phải chú ý cái đấy ok chưa bên cạnh đó thì chúng ta còn cần phương pháp viết của nghị luận văn học ở trong nghị luận văn học này khi đề cập đến cái định hướng thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 thì chị cũng đã nói với các bạn rằng có thể là sẽ viết theo đoạn văn và cũng có thể sẽ viết theo bài văn cái này thì sẽ tùy thuộc vào yêu cầu đề bài ra thế nhưng mà chúng ta cũng thấy được một số những cái dạng cơ bản mà có thể xuất hiện trong đề thi rồi đúng không ạ thì ví dụ như chúng ta đã đưa ra à chúng ta đã trao đổi cùng với nhau rằng là ở trong nghị luận văn học này thì sẽ có ba dạng thường gặp. Đó. Ba dạng bài thường gặp. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta cũng cần phải biết viết cụ thể cho ba dạng đề đó là như thế nào. Được không ạ? Chúng ta cũng phải cụ thể được điều đấy. Thế thì ở đây như chị, như các bạn có thể thấy là chị xác lập cho các bạn là đầu tiên là cứ phải hình thành cho mình một cái kiến thức nền thật vững vàng đã. Và cái này thì mình lên nên tiến hành làm luôn từ tháng 8 cho đến tháng 12 để cho mọi thứ nó gọn gàng. Sau đó từ tháng 1 đến tháng 3 là mình sẽ tập trung mình học về phương pháp và trau dồi về kỹ năng. Sau đó từ tháng 4 cho đến hết tháng 6 thì giai đoạn này mình có thể tập trung luyện đề được không ạ à? giai đoạn này mình có thể tập trung luyện đề bởi vì là thường nếu như mà bộ giáo dục đưa ra đề minh họa thì ở giai đoạn này đã có đề minh họa rồi và chúng ta hoàn toàn có thể luyện với những cái kiến thức chuẩn bị ở phía bên trên kỹ năng chuẩn bị ở phía bên trên thì chúng ta có thể áp dụng tất cả những cái thứ đó cho cái quá trình mà chúng ta sẽ làm ở giai đoạn cuối này đó là chúng ta sẽ luyện đề được không ạ à? đó là chúng ta sẽ luyện đề thì ở đây như chị thấy là các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái lộ trình học này vào trong cái quá trình xuất phát sớm của mình. Vì bây giờ cũng đã chuẩn bị hết tháng 7 và bước vào tháng 8 rồi. Không còn nhiều thời gian nữa mà chúng ta cũng thấy được một điều là chị có nhận được rất là nhiều những cái băn khoăn của các bạn về chương trình năm nay và chị cũng nói luôn là đúng chương trình năm nay sẽ thực sự là một thử thách đối với tất cả chúng ta bởi vì các bạn đều biết được rằng là đây là chương trình mới. Chúng ta là những người đầu tiên sẽ học và sẽ thi theo chương trình mới. Vậy nên thành ra là sẽ có những cái áp lực riêng trong cái quá trình mà chúng mình học và tiếp nhận kiến thức. Nhưng mà về cơ bản thì nếu như chúng ta có một cái sự định hướng rõ ràng ngay từ đầu và mình cũng tự thiết lập cho bản thân một cái lộ trình học thật rõ ràng ngay từ đầu thì chị nghĩ rằng là đó sẽ là một cái điều rất là tốt để các em sẽ luôn đi theo một cái con đường thẳng chứ không bị chệch hướng. Và chị nhắc lại một lần nữa nha, là đối với chương trình mới, các bạn sẽ không thể kỳ vọng vào cái sự ôn tập ngắn hạn được đâu. Chắc chắn là như thế á. Vậy nên nếu như các em đã đặt ra một cái mục tiêu, và đó là một cái mục tiêu cao cho môn học này, thì chị khuyên chân thành là các bạn 2K7 đừng trần trừ nữa, mà các em phải thực sự bắt đầu đi ạ. Đây là cái lộ trình mà chị định hướng cho các bạn. Các bạn có thể thử áp dụng. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy khó quá thì có thể là sẽ tìm hiểu và cùng đồng hành với chị Hiên trong cái khóa học VIP dành cho khóa học toàn diện dành cho các bạn học sinh lớp 12 để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau bởi vì theo dự kiến thì sang tuần tới sẽ bắt đầu học buổi học đầu tiên. Những cái bước chân đầu tiên cho một hành trình để chúng ta tiến đến mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Vậy nên là nếu như mà bạn 2k7 nào quan tâm, còn đương nhiên là như chị nói đây vẫn là một cái sự định hướng để các em có thể tự học. Nhá. Yeah. Vẫn là một cái sự định hướng để các bạn có thể tự học. Nhưng mà nếu như các bạn cảm thấy là cần người đồng hành và có cái sự hỗ trợ thêm thì các em có thể nhắn tin về để tìm hiểu thêm về cái khóa học VIP theo đúng cái lộ trình mà chị vừa đưa ra cùng với các bạn ở đây. Được không ạ? nha, trên tinh thần như thế nha. Ok ông nào? Buổi tối ngày hôm nay thì cũng thấy đấy, khá là ít bạn tham gia trong phần phát trực tiếp này, nhưng mà chị nghĩ là đây cũng là một trong những cái sự chia sẻ hữu ích để các em ít nhất các bạn nhìn ra một cái con đường để chúng ta bắt đầu xuất phát ở trong giai đoạn này và mong rằng chúng ta sẽ cùng với nhau đón chào một cái tháng 8 với một cái sự nỗ lực để bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên cái hành trình chinh phục cái số điểm tốt môn văn mà các bạn đang kỳ vọng ạ. Có bất cứ những cái băn khoăn thắc mắc gì thì cũng đừng ngần ngại nhắn về cho chị nhé. Chị rất sẵn sàng để hỗ trợ và giải đáp cho các em, được không nào? Không nhất thiết là các bạn cứ phải đăng ký khóa học. Các em không đăng ký khóa học các bạn muốn nhận được sự hỗ trợ nào đấy thì các bạn vẫn cứ nhắn về. Đội ngũ học văn chị Hiên lúc nào cũng trên một cái tinh thần đó là sẵn sàng hỗ trợ các bạn ạ. Được không ạ? hãy cùng nhau bắt đầu bước những bước chân đầu tiên thôi và rất mong sẽ được gặp các em ở trong khóa học toàn diện ở buổi học đầu tiên vào tuần sau nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ à. cảm ơn chúng mình rất nhiều cảm ơn các em ạ à.